Nó lạnh quá mọi người. Xin chào mọi người, thì vừa rồi thì mình có đang đi trên đường và đi qua một cái khu người ta thịt mèo ấy, thì mình còn thấy ở trong lồng còn đúng một bạn mèo thôi. Đi qua và định đi luôn rồi nhưng mà thấy một mình bạn ấy đang chơi vơi ở giữa mấp mé bờ sông với lại là ở trong lồng, và đôi mắt vàng cơ, nhìn trông rất là tội. Định đi qua rồi nhưng mà thôi, lại phải quay lại. Thực ra thì mình cũng không thích mèo lắm, mình nhìn thấy nó tội nên là mình sẽ vào hỏi xem người ta có bán không. Mình thấy còn đúng một bạn thôi thì sắp tới đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì còn đúng một bạn thì mình vào mình quay cho mọi người xem. Hiện tại thì mình đang đứng ở bờ sông rất là lạnh rồi đấy. Bạn ấy là ở cái lồng ở dưới bờ sông ấy, để tí mình đến gần để mình quay cho mọi người xem nhá. Lạnh lắm đấy. Đấy, mọi người ơi. Đây còn đúng một bạn ở đây, không biết là những bạn kia chắc bị thịt rồi, còn đúng một bạn này thì đang mấp mé ở chỗ bờ sông này. Nói chung thì mình cũng định đi qua thôi, cũng không ấy, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy bạn ấy trông mấp mé ở bờ sông, nhìn trông rất là thương. Mình sẽ quyết định là mua lại bạn này và sẽ cho một bạn nào đấy để bạn ấy nuôi nhá. Nếu mà bạn nào mà thích thì mình sẽ cho để về nuôi. Bạn này chắc là mèo ta thôi. Còn đúng một mình ở trong cái lồng này. Hôm nay mình đi qua đây này. Đó. Không hơi điêu nhá, trời thì đang chỉ 6-7 độ thôi, rất là lạnh. Bây giờ mình sẽ đi gặp anh, gặp anh gọi là chủ quán, hỏi xem là anh ấy có bán không nhá. Thì mình sẽ mua lại bạn này luôn. Ok. Nó lạnh quá mọi người ạ. Và mình sẽ mua lại bạn này nhá, đi vào hỏi xem là anh có bán không để mua lại. Nhưng mà phải chắc là không biết là có được quay không. Ở ngoài này là sông này, rất là lạnh luôn. Nói chung là đây là do cái sở thích của mình thôi, với lại là cái mình thấy nó đáng thương mình cứ thôi, chứ mình cũng chẳng có nên án được cái gì đâu, bởi vì là đây là công việc của người ta mà. Thì bây giờ còn đúng một bạn này chắc là có duyên nên là mình sẽ cứu bạn ấy nhá. Đấy, lúc vừa đấy thì mình đi thẳng trên kia kìa, mình đi từ trên kia lên, thế là mình nhìn thấy, tính là định đi qua rồi ấy, bởi vì đang có công việc ấy, định đi qua rồi ấy, nhưng mà lại nhìn thấy trông nó còn một mình, trông nó trời lạnh lạnh này nên trông nó hơi đáng thương, nên là sẽ quyết định mua lại bạn này nhá. Nhưng mà không biết là chủ quán có bán lại không cơ, nếu mà không bán thì mua đắt đắt một tí cũng được. Sông nước này, trời thì lạnh, một mình trong một lồng. Không biết là chủ quán đi đâu ấy, mọi người gọi mãi không trả lời. Bây giờ đứng đây đợi người ta ra xem như thế nào. Chắc là trả giá cao cao một tí là chắc là người ta bán thôi. Mày là cái con gọi là đỏ ấy nhá, nhưng mình cũng không biết là mình có thuyết phục được người ta bán không cơ. Đợi mãi không thấy anh chủ đâu. Nó lạnh quá các bạn ạ, nó lạnh quá, run cầm cập này. Mèo tam thể luôn. Alo, anh ơi, anh có đang ở quán không? Em thấy anh ra ngoài đi, em nhờ anh tí. Em cũng thấy anh có con mèo đây, em muốn mua lại con này. Anh bán cho em đi. Vâng. Giữa thế em sờ được mà, em sờ được mà. Thế là con này là anh vừa bắt, anh vừa bán lại. À,
Thế rồi, thế bây giờ con này anh lấy bao nhiêu? Cân cho em. Cân, bây giờ 1 cân là bao nhiêu? 180 à? Thế để em về em lấy lồng xong rồi em bắt nhá, em bắt ra nhá. Ok. Anh cần bán 200 em nuôi, anh đẩy em 180. Ok, ok. Đấy. Thế cần anh cần bán 200 em hỏi anh mua. Rồi, rồi, ok. Em nuôi anh bán 180. Ok. Không biết ông chủ đâu nhỉ? Hả? À? Ê mọi người thì mình đã gọi là đàm phán là mua được lại của anh ấy rồi, bây giờ là phải đi về lấy lồng để lắp đây. Bắt nó thì về đơn giản thôi nhá. Nó không như mèo lông xù của em đâu. Đây để em sắp lồng cho nó. Này nhá. Xong rồi anh đóng nhanh vào là được nhá. Nó chuyện như lấy đùa. Đực chết nó nào. Con chặt. Chứ có thằng nó mang mèo nó bán cho anh đúng một cái túi này. Để bắt đây. Anh đã như ma. Đóng kia bán mất. Đã mua thành công. Bây giờ là phải đi vào cân xem là bao nhiêu cân để tính toán. Này em trả tiền. Bán cho mình 4.500 đi. 500 nhá. Ừ. Ủa rồi anh bán mà chị đang toàn bán 200 nữa. Em muốn nuôi để cho cầm tê cắn. Còn này anh vẫn đang sợ nó bị chị bán. Được. Đúng rồi bán thì bán thôi, phải đi mua hộ nên là không mua chứ đúng ra là anh là sợ nó bán. Ok. Thôi em cảm ơn nhá. Lắp xong thì ok mọi người thì mình đã gọi là mua được rồi. Thực ra thì mình cũng không thích mèo lắm đâu, nhưng mà mình thấy nó đáng thương quá nên là mình mua. Về sẽ kiếm một ai mà tốt thì để cho người ta nuôi. Ok. Xin chào mọi người, thì hiện tại thì mình đã đưa được bạn này về rồi. 500k mọi người ạ. Nó được 2 cân 8 ấy, vừa vào bộ 2 cân 8 thì là mất mua mất 500.000, thì bây giờ sẽ đi cho nó ăn Isuzu và sẽ tìm chủ nhân mới cho nó mọi người nhá. Mọi người thì mình đã về đến nhà, nhưng mà thấy ông chủ quán cũng bảo là bạn này bạn ấy kiểu rất là nhát ấy, nên là mình sẽ cho trong nhà tắm để thử thả ra cho bạn ấy ăn xem là như thế nào mọi người ạ. Bởi vì là bảo nhát, sợ thả ở ngoài thì nó sẽ chạy mất. Đấy, vậy nên là sẽ cho trong nhà tắm, đang ở trong nhà tắm cũng không muốn quay nhiều ở nhà tắm sợ bị vi phạm ấy. Nên là mình sẽ thả ra nhá. Ôi giời ơi, quay lại. Mình nghĩ là chắc không cần găng tay đâu. Cuối cùng thì mình đã chuộc được bạn ấy về rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn còn hơi nhát. Vậy nên là mình cho nó ăn nè, nó không chẳng ăn nữa. Đấy mọi người ơi, thì bạn em mới về nên nó kêu rất là to. Mình phải ra lấy một cái lồng của mình để mình nhốt nó vào đây. Hiện tại thì cũng chưa thể tìm được chủ mới ngay, nên là mình sẽ cố gắng chăm sóc vài hôm để có thể tìm được chủ mới cho bạn ấy nhá. Vậy nên là bạn nào mà thích bạn mèo này thì có thể liên hệ với mình để xin lại để nuôi nhá. Mình cũng không lấy phí đâu. Đấy thì ai mà muốn nuôi thì báo mình nhưng mà phải nuôi được cơ thì mình mới để nhá. Chứ không phải là mua về bất đầy bất liều đâu, cũng tội vã đâu. Để mình cho các bạn xem nó. Ui, đẹp phết này, mắt xanh lè luôn. Đấy. Bây giờ mình ra vuốt về đấy.
mình vẫn sợ ấy, vẫn ấy mình phải về vào đeo găng tay vào không thì sợ nó cắn ấy. Chả biết đâu được các bạn. Nhưng mà sợ được như này thì cũng đâu đến nỗi mà nhát nhỉ. Chắc của ông kia ông ấy. Chắc của ông kia ông ấy. Đẹp chưa? Quen được ngay các bạn ạ, chứ không có đến nỗi nhát đâu. Thế bóng dương bảo là nó sợ thôi, nó chạy mất một bạn mèo mướp á, chẳng biết là mèo gì cả. Mình cũng không hiểu động lực nào mà mình có thể thích. Nói chung là mình cảm thấy khoảnh khắc đấy mình cảm thấy là mình muốn cứu bạn này nên là mình mua thôi, còn đâu là mình cũng không quan tâm về sau cả. Thôi rồi, ok. Xuống mặt các bạn đấy. Và mình sẽ cho vào chuồng nhá. Cái tạm thời thả nó ra đó. Để nó đi ra đây luôn này. Nó đang muốn nhảy đi đâu ấy. Chẳng biết là bạn được các bạn cái nữa nhưng mà nhìn mặt này, mặt xinh phết đấy chứ đùa đâu. Ngoan nào, không kêu được. Ta tính rồi, mày không nhảy ở đâu. Trong nhà tắm thì nhảy đi đâu được. Khỏi, ta lui nhé tao. Không thì ngày mai ông kia ông ấy thịt là mày chỉ có lên lồi. May hôm nay là một mình gọi là làm ở trong cái lồng ấy, nhìn trông có đáng thương nên là gọi là mua đấy. Chứ không á, không mà lên lồi. Đặt là 500 nhá, đặt tên là 500 nhá. Kêu luôn. Đây mọi người, tao gọi là công cuộc giải cứu thì đã mua được, đang để cho ăn ở đây. Ok, vậy là đã cứu được rồi. Bây giờ mình sẽ đi sắp xếp lại cái chỗ ở chỗ này cho đỡ lạnh cái chỗ ở đây đấy, mọi người ạ.